Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu test xét nghiệm COVID-19 báo cáo thông tin khả năng cung ứng, giá bán tại thời điểm hiện tại, bao gồm cả sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhập khẩu, cấp số lưu hành cơ sở có nhu cầu kinh doanh. Trong đó, các đơn vị báo cáo về khả năng cung ứng test xét nghiệm COVID-19, đồng thời báo cáo về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sản xuất, nhập khẩu test xét nghiệm COVID-19 nếu có. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở ký tên đóng dấu các văn bản, tài liệu gửi về Bộ Y tế trước 16 giờ ngày 17 tháng 10 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của toàn bộ thông tin công bố với Bộ Y tế. Bộ Y tế sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ, đồng thời thông báo cho các đơn vị, địa phương thông tin test xét nghiệm COVID-19 đã được cấp phép để tham khảo trong quá trình quyết định mua test xét nghiệm COVID-19. Thời gian qua giá test xét nghiệm đã giảm dần, so sánh dự báo giá cuối tháng 8 năm 2021 và tháng 7 đã có 3 loại test nhanh giảm giá từ 20 đến 70.000 đồng mỗi test.